Hôm nay 29 tháng 4, quân và dân cả nước cũng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng quần đảo Trường Sa, một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Trong phóng sự sau đây, chúng ta cùng gặp lại một người lính hải quân thuộc thế hệ những người đầu tiên đã có mặt ở Trường Sa sau ngày giải phóng. Trường Sa qua câu chuyện kể của những người lính biển bao giờ cũng thiêng liêng, bởi để có được một Trường Sa như ngày hôm nay, nhiều người lính đã ngã xuống giữ vững lá cờ Tổ quốc trên những đảo chìm đảo nổi. Nụ cười của người lính biển và bên trên là lá cờ quân giải phóng tung bay trên đảo Sơn Ca tháng 4 năm 1975. Khoảnh khắc lịch sử này như là biểu tượng cho một tinh thần của những người lính biển khi ấy. Họ được gọi là đội quân yết kiêu thời đại Hồ Chí Minh. Chỉ với 200 chiến sĩ, đoàn 126 đặc công hải quân đã hoàn thành sứ mệnh. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, Trường Sa được giải phóng. Những bức ảnh hiếm hoi còn lại sau 38 năm trở thành tài sản quý đối với ông, Đại tá Nguyễn Văn Dân, nguyên Phó Tham mưu trưởng vùng 4 Hải quân. Trong thời khắc ấy, có những đồng đội mình khi giải phóng đảo đã hy sinh ngay trước ngày toàn thắng. Như 14 tháng 4 năm 75, khi đặc công hải quân tiến công lên giải phóng đảo Sông Tử, thì anh Tống Văn Quang, hải quân, chiến sĩ hải quân quê Cao Bằng, ngờ sáng tiếp cận đảo đã bị trúng đạn thổ và hy sinh Sông Tử Tây. Trong nhà truyền thống của vùng 4 hải quân có một lá cờ Tổ quốc như là biểu tượng của Trường Sa thiêng liêng. Những người lính trên đảo Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã quyết tử để giữ vững lá cờ Tổ quốc. Có một điều đã thành truyền thống trong người lính biển, đó chính là lòng quả cảm, tinh thần quyết tử bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tinh thần ấy xuyên suốt ngay từ ngày giải phóng quần đảo Trường Sa cho đến ngày hôm nay. Cái truyền thống đó nó tiếp tục không phải là một sớm một chiều, mà nó là một cái liên tục. Trước những cái ngày mà ta tiến hành điều đó thì anh em hải quân đã đến và cũng đã có sự hy sinh ở trên đảo bằng cái đoàn tàu không số. Chị Trần Thị Thủy, con gái của liệt sĩ Trần Văn Phương hy sinh trên đảo Gạc Ma, hiểu về sự lựa chọn của bố mình. Sự hy sinh của những người lính như bố của chị là điều mà một công dân nào cũng lựa chọn. Đó cũng là lý do chị đã chọn hướng đi cho đời mình là được làm việc tại Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân, nơi mà bố của chị đã dành trọn đời. Đối với em, Trường Sa thì nó rất là gần ở trong tim em luôn. Thứ nhất là một phần máu thịt của cha mình cũng nằm lại ở nơi đấy. Thứ hai, bây giờ đến thế hệ mình thì em cũng đã quyết định gắn bó với Trường Sa. Với tất cả mọi người, Trường Sa bao giờ cũng gần gũi và thiêng liêng. Bởi thế, ngày ngày ở đất liền, nhiều người hướng về Trường Sa. Những lá cờ Tổ quốc vẫn thường xuyên chuyển ra Trường Sa như là lời khẳng định quyết tâm cùng chung tay xây dựng và bảo vệ Trường Sa. Và ngày ngày, ở đất liền, có những người lính biển thường sống với miền ký ức, với những đồng đội mãi nằm lại Trường Sa. Hồ Phương từng giờ móng ngóng vượt gian nguy ta giành lại chủ quyền Trường Sa, quần đảo thiêng liêng của chúng ta, của muôn đời Tổ quốc.